Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Tuyên Quang thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thử thách trong thực tiễn. Tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực phấn đấu để trở thành hình mẫu của cả nước về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản, Mỹ khẳng định quan hệ song phương cũng như hợp tác trong một số vấn đề quốc tế. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, chiều nay, Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị đại biểu nông dân điển hình tiên tiến lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. Tổng kết 10 năm thực hiện đề án, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020. Tới dự có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội nông dân trên địa bàn trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong mọi phong trào ở cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với những nội dung cụ thể bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thiết thực cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Nhân dịp này, 40 tập thể và 47 cá nhân đã được biểu dương khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện đề án về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020 và trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài của tỉnh Tuyên Quang. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, qua đó góp phần tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 5 năm đảm nhiệm cương vị bí thư đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, anh Nguyễn Đình Tứ luôn xác định để tạo bước chuyển dịch về kinh tế xã hội của địa phương cần dựa vào nhân dân. Chính vì vậy, anh đã tích cực đi tuyên truyền vận động bà con đẩy mạnh sản xuất. Có sự động viên khích lệ của bí thư đảng ủy, bà con trong xã đã khai thác lợi thế của địa phương để trồng rừng, xây dựng các mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Hiện nay toàn xã có 110 hộ tham gia trồng rừng FSC với tổng diện tích trên 420 ha. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác vận động mà xã Phú Thịnh đã huy động được trên 1 tỷ đồng và hàng trăm mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho nông thôn trên địa bàn. Mới đây, anh được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn luân chuyển điều động làm bí thư đảng ủy xã Đạo Viện. Với người cán bộ trẻ này, việc luân chuyển sẽ giúp anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và bài học gần dân vẫn tiếp tục được anh phát huy ở đơn vị mới. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức xã thì là phải nắm bắt chủ trương, thế và tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được chủ trương, thế và người dân sẵn sàng là cùng với nhà nước để tham gia vào các cái nhiệm vụ như là phát triển kinh tế xã hội rồi là tham gia các cái phong trào địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện luân chuyển, điều động 153 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, còn lại thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý. Việc luân chuyển cán bộ được tỉnh Tuyên Quang thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đã tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những cán bộ được điều động luân chuyển đã phát huy tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh. Luân chuyển cán bộ là một trong những chủ trương rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng nhằm thực hiện
việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ một cách toàn diện, tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa phương trọng yếu, khắc phục tình trạng cục bộ trong công tác cán bộ, khép kín trong từng ngành, từng địa phương và đơn vị. Luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Và tới đây, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Với những hướng đi cùng với các chính sách cơ chế phù hợp, 5 năm qua, kinh tế lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đã có sự phát triển vượt bậc với tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. Đến nay thì Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước, và tỉnh đang hướng đến mục tiêu trở thành hình mẫu phát triển lâm nghiệp của cả nước. Yên Sơn là địa phương của tỉnh đi đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng FSC và triển khai cơ chế chính sách của tỉnh để hỗ trợ người trồng rừng nâng cao thu nhập từ rừng. Đến nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC toàn huyện đạt trên 7.200 ha. Trồng rừng FSC đã giúp cho người dân nhận thức được hiệu quả của phương thức sản xuất mới đối với môi trường, xã hội và kinh tế. Rừng được cấp chứng chỉ đã và đang giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững với thu nhập hàng trăm triệu đồng trên một hecta. Để mà phát triển được cái kinh tế lâm nghiệp đấy, theo cái hướng như vậy là bền vững, cũng đồng thời là gắn với tiêu thụ sản phẩm, thì như vậy là Đảng ủy, Đảng bộ xã cũng đã xác định tham gia các cái tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ FSC đấy, của quốc tế. Thứ hai nữa là phải đặc biệt quan tâm đến cái chất lượng đầu vào của cây giống. Cái quản lý để cấp khi mà cấp cái chứng chỉ bền vững theo tiêu chuẩn FSC này thì chúng tôi cho thấy rằng là nó mang cái lợi hiệu quả kinh tế tăng từ 10 đến 15%. Do vậy là đây cũng là một trong nội dung trong những nhiệm kỳ tới để coi như là chúng tôi thực hiện cái việc quản lý và phát triển lâm nghiệp một cách bền vững. Tuyên Quang bắt đầu thí điểm xây dựng chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới FSC từ năm 2015. Sau 4 năm thực hiện, toàn tỉnh hiện có gần 28.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ hai cả nước. Rừng FSC mang lại giá trị tăng thêm 15% mỗi ha cho người trồng rừng. Nhưng cái được lớn nhất chính là hình thành phương thức sản xuất mới, sản xuất lâm nghiệp thân thiện với môi trường. Có được kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ từ sự liên kết giữa các nhà máy chế biến với người trồng rừng, một trong những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh thời gian qua. Đây đang được tỉnh đánh giá là chuỗi liên kết bền vững nhất, tạo ra nhiều giá trị cho người dân. Chúng ta cũng đã gia nhập cái Hiệp định Thương mại Lâm sản Nghề gỗ với Liên minh châu Âu. Thì đây có thể nói là một cái bước mà Tuyên Quang đặt nền móng rất là vững chắc và chủ động hội nhập quốc tế, đưa hàng hóa của Tuyên Quang xuất thẳng sang châu Âu. Thì đây có thể nói cũng là một cái nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho cái việc sản xuất kinh tế ngành lâm nghiệp. Lâm nghiệp đã mang lại lợi ích kinh tế cho hàng ngàn hộ trồng rừng trên địa bàn. Lợi thế lớn về kinh tế lâm nghiệp cùng với những chính sách thu hút đầu tư phù hợp, Tuyên Quang đã và đang trở thành điểm đến của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Mục tiêu mà tỉnh đặt ra là trở thành tỉnh hình mẫu phát triển lâm nghiệp vào năm 2030. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 sắp diễn ra. Cùng với các đơn vị trên địa bàn, Công ty Điện lực tỉnh đang tích cực chuẩn bị mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết nhằm phục vụ tốt nhất sự kiện chính trị quan trọng này. Để đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu tháng 9 năm 2020, Điện lực thành phố Tuyên Quang đã lập phương án cấp điện và bố trí các tổ đội công nhân kỹ thuật sử dụng camera nhiệt để thực hiện kiểm tra toàn bộ các điểm tiếp xúc trên đường dây hạ áp và các trạm biến áp tại khu vực trung tâm thành phố, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ đại hội và phục vụ nhân dân theo dõi sự kiện chính trị quan trọng được kịp thời. Chúng tôi, đội quản lý trung thế, đã đi kiểm tra 100% tất cả các trạm biến áp và các điểm đo đếm trung thế do đội trung thế điện lực quản lý, và tất cả kiểm tra tất cả các lộ đường dây để đảm bảo vận hành thông suất cho bà con nhân dân và cũng phục vụ chính cho công việc chuẩn bị cho đại hội đảng.
tại trung tâm hội nghị tỉnh, nơi diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Điện lực thành phố Tuyên Quang đã lập phương án cấp điện, kiểm tra đánh giá toàn bộ hiện trạng hệ thống điện nội bộ, có phương án dự phòng và bố trí nhân lực vật tư, sẵn sàng xử lý các sự cố nếu có hoặc tình huống bất thường xảy ra. Chúng tôi cũng đã thực hiện các cái phương án dự phòng như là lắp đặt các cái máy phát dự phòng để trường hợp mà có thể xấu nhất là mất điện thì có các cái máy phát dự phòng để thực hiện việc cấp điện an toàn liên tục để phục vụ đại hội đảng. Với nhiệm vụ cấp điện ổn định, an toàn và liên tục, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại hội, ngành điện đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, vật tư, thiết bị, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh triệt xóa đường dây gái gọi liên tỉnh. Liên kết phát triển sản xuất hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm. Sáng nay, mùng 6 tháng 10, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành mở rộng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020. 9 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Hàm Yên tiếp tục được phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 765 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt gần 50 tấn, đạt 93% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.570 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt gần 69 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Tiến độ giải ngân đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 đạt trên 74% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng và hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cùng tháo gỡ khó khăn và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cụ thể, sát thực nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Na Hang có mưa vừa đến mưa to kéo dài trên lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang. Vào lúc 17 giờ chiều nay, nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Mưa lớn ở thượng nguồn sông Gâm và sông Năng trong những ngày qua nên lưu lượng nước vào hồ thủy điện Tuyên Quang đã đạt 1.003 m khối trên giây. Lưu lượng nước ra khỏi hồ là 575 m khối trên giây. Do vậy, nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã tiến hành mở cửa xả đáy số 1 với lưu lượng xả là 900 m khối trên giây để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Sau khi tiến hành xả lũ, mực nước phía hạ lưu nhà máy sẽ tăng lên cốt 51,3 m. Theo thông tin từ công ty Thủy điện Tuyên Quang, nếu lưu lượng nước vào hồ của Thủy điện Tuyên Quang vẫn ở mức cao, thì nhà máy tiếp tục mở tiếp cửa xả đáy số 2 trong những ngày tới. Để tạo ra các sản phẩm hàng hóa, thì yếu tố quan trọng đó là liên kết sản xuất nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Từ mô hình liên kết sản xuất mà việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn cũng bền vững hơn, giá trị sản phẩm tăng lên. Phóng sự phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Tham gia vào Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Thành Công xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa ngay từ những ngày đầu thành lập, điều mà ông Toản và các thành viên có được đó là sự thay đổi lớn về tư duy sản xuất. Từ việc chăn nuôi theo hình thức chăn thả sang hình thức nuôi trâu bò vỗ béo, mỗi thành viên như ông sau hơn 2 năm tham gia đều nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hơn nữa, sau khoảng hơn 3 tháng, sản phẩm nông nghiệp của các thành viên trong tổ liên kết đều được Hợp tác xã đứng ra nhận bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Từ khi vào cái hợp tác xã này, tôi cảm thấy có cái bước tiến rõ rệt. Tôi thấy gia đình tôi là thấy yên tâm, sẽ gắn bó, làm theo. Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Thành Công hiện nay có 11 thành viên. Để nâng cao chất lượng sản phẩm trâu bò vỗ béo, ngoài việc thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hợp tác xã đã liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành, huyện Yên Sơn để bao tiêu sản phẩm. Các thành viên cũng từ đó yên tâm sản xuất. Hiện nay, Hợp tác xã cũng đang hướng đến việc đa dạng hóa các sản phẩm từ thịt trâu, bò để tăng thu nhập cho các thành viên, đồng thời xây dựng sản phẩm ô cốp với nhãn hiệu thương hiệu riêng của địa phương. Chúng tôi đang thực hiện chương trình là mỗi xã một sản phẩm và cũng đang liên kết theo cái chuỗi liên kết, tức là các hợp tác xã liên kết với nhau. Khi mà các hợp tác xã nuôi được trâu thì có khả năng hợp tác xã tôi có thể tiêu thụ. Chăn nuôi đại gia súc không chỉ là thế mạnh của xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, mà còn là thế mạnh của nhiều địa phương trong tỉnh.
Để phát huy được lợi thế này thì việc liên kết sản xuất là rất quan trọng. Từ đó sẽ tạo ra sản phẩm khối lượng lớn, giá cả cạnh tranh, đáp ứng được những yêu cầu mà thị trường đặt ra. Và quan trọng hơn là việc liên kết này còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững. Thời gian qua, Công an huyện Hàm Yên đã chủ động triển khai các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Qua đó đảm bảo môi trường xã hội an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối tượng Triệu Văn Đức, sinh năm 1987, thường trú tại xã Phù Lưu và đồng phạm bị lực lượng Công an huyện Hàm Yên bắt khi đang chặt hạ và khai thác cây gỗ nghiến tại khu vực rừng đặc dụng Tràm Trù với khối lượng hơn 11 mét khối. Đi vào khu rừng đặc dụng thấy một cây nghiến chặt hạ tiêu thụ, biết vi phạm pháp luật rồi. Đây là một trong số các vụ án hình sự được Công an huyện Hàm Yên triệt phá thành công trong thời gian qua. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 9 tháng năm 2020, lực lượng Công an huyện đã tập trung điều tra làm rõ gần 80 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ hơn 140 bị can, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 91%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Thực hiện tiếp nhận hơn 120 nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị từ quần chúng nhân dân, kịp thời đấu tranh, triệt xóa các vụ án về ma túy, đánh bạc liên tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa và công tác tuyên truyền, sẽ tập trung trọng điểm vào các đối tượng là thanh thiếu niên mà vi phạm pháp luật, không để các loại tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm, huy động 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng lực lượng công an toàn tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự kiện chính trị quan trọng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa đường dây gái gọi liên tỉnh với các đối tượng từ môi giới và bán dâm đều có tuổi đời còn rất trẻ và ở nhiều tỉnh, thành phố. Đây là các đối tượng nằm trong đường dây mua bán dâm liên tỉnh vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa. Đối tượng trẻ nhất sinh năm 2000, đến từ các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Tuyên Quang. Theo lời khai của các cô gái này, họ được một người tên Lan môi giới đi bán dâm khi khách có nhu cầu. Em quen biết Lan từ 2013 và mỗi lần có khách thì Lan chia cho em 1 triệu đồng. Và đây là Tú Bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1998, thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa. Dù mới 22 tuổi nhưng Lan đã từng phải đi trại giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp tài sản và mua bán dâm. Qua các mối quan hệ, Lan quen biết các đối tượng khác nên rủ những người này cùng tham gia đường dây bán dâm của mình. Khi khách có nhu cầu, Lan đứng ra môi giới và trực tiếp tham gia bán dâm, thu của khách 2,5 triệu đồng. Vào hồi 21 giờ 10 phút ngày 3 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Lan cùng 3 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Em biết các bạn qua những lần đi chơi và do các bạn cũng có cầu mua bán dâm nên em đã giới thiệu khách cho các bạn đi. Mỗi lần đi thu của khách 2 triệu rưỡi và trả cho các bạn 1 triệu. Thủ đoạn của Tú Bà Nguyễn Thị Lan là thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao, rồi trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với thỏa thuận để hưởng chênh lệch. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo số liệu của Bộ Công Thương, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, đến cuối tháng 9, các tổ chức được ủy quyền đã cấp gần 15.000 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa với kim ngạch gần 700 triệu đô la Mỹ đi 28 nước EU. Trong đó, các mặt hàng đã được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi sách, vali, rau quả, sản phẩm mây che đan, nông sản, hàng điện tử. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh Quốc. Trong đó, nhiều lô hàng đã tới thị trường EU, thông quan và được hưởng nhiều ưu đãi.
Sau đây là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi với dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 47 quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng. Đáng chú ý, dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước đã quy định cụ thể thời gian của các tổ chức phát hành thẻ phải khóa tài khoản khi tài khoản của khách hàng không hoạt động tối đa 90 ngày, thay vì quy định chung chung là một khoảng thời gian. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chậm nhất là cuối năm nay sẽ có thêm một loại trái cây tươi của Việt Nam được cấp visa sang Mỹ, đó là trái bưởi. Như vậy, ngoài 6 loại trái cây trước đó như thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài, theo dự báo, nhiều chủng loại quả của Việt Nam sẽ được thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Việc chuyên gia Mỹ đã quay trở lại Việt Nam giám sát kiểm dịch trái cây sang Mỹ sẽ giúp tình hình xuất khẩu sang thị trường này tăng tốc vào giai đoạn cuối năm nay. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã nhận được công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông phản ánh trên một số phương tiện thông tin truyền thông về việc một số đầu sách của công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa sáng tạo Chí Việt First New bị in lậu và giới thiệu, tiêu thụ trên website lazada.vn. Cục đã gửi công văn yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Reset, công ty chủ quản của website lazada.vn, kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các gian hàng có bán sản phẩm sách giả như bị phản ánh khởi kiện. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, sàn thương mại điện tử lazada.vn đã dỡ bỏ và xử lý 8 gian hàng bán sách giả. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Tuy nhiên, thì theo phản ánh của một số giáo viên và cha mẹ học sinh, chương trình sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 còn có những khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm một số yêu cầu, trong đó đáng chú ý là không được giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học hoạt động giáo dục. Kế hoạch này không gây quá tải đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, đặc biệt không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực người học, tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả. Đồng thời, các sở giáo dục đào tạo phải tăng cường dự giờ thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Hôm nay mùng 6 tháng 10, Ngoại trưởng Nhật Bản Tomitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đang ở thăm Tokyo đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác trong một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc hội đàm, hai bên tái khẳng định mối quan hệ đồng minh song phương vững chắc. Ông Motegi cho biết phía Tokyo hy vọng củng cố hơn nữa mối quan hệ này, coi đây là nền tảng của hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. Ngoại trưởng Motegi cũng bày tỏ mong muốn Nhật Bản và Mỹ dẫn dắt cộng đồng quốc tế hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Motegi cũng thăm hỏi sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump, gửi lời chúc hai vợ chồng Tổng thống sớm khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ngày hôm nay, ông Pompeo cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, lần đầu tiên kể từ khi ông Suga lên nắm quyền, và sẽ tham dự một hội nghị mở rộng với các ngoại trưởng của Ấn Độ và Australia. Hội nghị này của nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sáng nay mùng 6 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng. Ông cũng tuyên bố rằng sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử. Sau 4 ngày điều trị khẩn cấp do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sáng ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Sau khi được máy bay trực thăng đưa từ Viện Quân y Walteris tới Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bỏ khẩu trang, bước đi trên ban công và vẫy tay chào. Trong một video phát đi từ Nhà Trắng, ông Trump trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng Mỹ có các loại thuốc tốt nhất trên thế giới. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định ông sẽ sớm quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử. Ông Trump trở lại Nhà Trắng cùng ngày thư ký báo chí Nhà Trắng Mark Enani và hai trợ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và phát động một chiến dịch kéo dài 80 ngày trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế cùng các mục tiêu khác của Triều Tiên vào cuối năm nay. Theo KCNA, tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận vấn đề liên quan tới Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021, trong đó có việc khởi động chiến dịch 80 ngày trên quy mô toàn đảng, toàn dân và cả đất nước. KCNA nhấn mạnh thời gian từ nay cho đến ngày diễn ra Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 là giai đoạn cuối cùng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mà Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã thông qua hồi tháng 5 năm 2016. Do vậy, toàn đảng và cả nước cần dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ này. KCNA cho biết quyết định này được đưa ra để tôn vinh 75 năm thành lập đảng vào ngày 10 tháng 10 tới. Từ ngày 15 tháng 10 tới đây, hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao sẽ bị phạt tiền tối đa là 3 triệu đồng. Như vậy, việc thực hiện tăng nặng, bổ sung hình phạt với nhiều hành vi như buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi hoặc bán rượu bia bằng máy bán hàng tự động nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu. Những cá nhân tổ chức buôn bán dù chỉ một bao thuốc lá lậu cũng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Người buôn lậu từ 50 đến dưới 100 bao bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, từ 100 đến 300 bao bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Số tiền phạt sau đó tăng dần, mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng nếu buôn bán thuốc lá lậu với số lượng từ 1.500 bao trở lên. Thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Tin cảnh báo lũ trên hệ thống sông Lô Gâm tại Tuyên Quang. Theo thông báo tại văn bản số 1210 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang. Thời gian mở cửa xả bắt đầu từ 17 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2020. Lưu lượng nước xả qua máy và qua tràn dự kiến khoảng 900 mét khối trên giây. Mực nước hạ lưu lớn nhất sau công trình 51,30 mét. Cảnh báo, từ chiều tối và đêm nay, trên hệ thống sông Lô Gâm khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ từ 1 đến 3 mét, đỉnh lũ trên các sông dưới mức báo động 1. Đỉnh lũ trên sông Lô tại thành phố Tuyên Quang khả năng ở mức 19 mét, dưới báo động 1 là 3 mét. Thời gian xuất hiện vào đêm và sáng sớm mai 7 tháng 10. Cần đề phòng các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Đa Hang, Lâm Bình nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%.